Con vịt này sợ hãi rơi xuống nước, vì những lời mắng chửi của mẹ, anh chị của nó thấy vậy, cũng chạy đến cười nhạo chửi rủa nó. Con vịt không hiểu nhìn nhìn bản thân, lại nhìn bản thân dưới nước, kết quả bị dáng vẻ xấu xí của mình dọa chạy mất. Nhìn thấy cảnh anh chị vui vẻ cùng mẹ, con vịt đau lòng rơi nước mắt, nó không hiểu tại sao ông trời không công bằng đến vậy. Chẳng lẽ bởi vì mình xấu quá sao? Nhớ lại buổi chiều mẹ sinh nó ra, bố lo lắng đi tới đi lui, bất giác tạo thành một căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Cùng với mấy tiếng vịt kêu, vịt con cuối cùng cũng ra đời, bố vịt kích động ôm chúng vào lòng hôn, tiếp đó đến hỏi han mẹ vịt vất vả nhất. Đột nhiên bụng của mẹ vịt cảm thấy bất ổn, một trứng vịt màu xanh được sinh ra. Bố vịt vội vàng đến gần suy đoán, chỉ thấy một đôi chân to giơ ra khỏi trứng, tiếp đó nhảy ra khỏi ổ, thì ra là một con vịt xấu màu trắng. Bố vịt nhìn những đứa con khác, cảm thấy con vịt này không phải của nó, vì thế tức giận nhìn về phía mẹ vịt, hỏi nó đứa nhỏ này ở đâu ra. Mẹ vịt cũng ngơ ngác. Sau đó bố vịt nói, chắc chắn em làm chuyện có lỗi với anh, đứa nhỏ này tuyệt đối không phải của anh. Hai người cãi nhau trước mặt con, mẹ vịt tức giận tát cho bố vịt một bạt tai. Vì thế một mình bố vịt bảo mình muốn ly hôn với mẹ vịt. Mẹ vịt quay người ung dung đưa các con đi chơi, để lại vịt xấu xí không biết làm gì. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng đi theo sau lưng mẹ vịt, nhìn thấy anh chị đều leo lên người của mẹ, vịt xấu xí cũng nhảy lên. Khoảnh khắc này nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Một tiếng kêu khó nghe lập tức khiến cho hào cảm của mẹ vịt dành cho nó mất hết, trực tiếp hất mông ném nó xuống nước. Vịt xấu xí đơn thuần đâu có biết giận, lại đi theo sau lưng mẹ, nhưng mẹ vịt lại vô cùng ghét nó, kêu vịt xấu xí cút càng xa càng tốt. Các anh chị cũng vô cùng cay nghiệt, cố tình chạy đến trêu chọc mắng mỏ nó. Vịt xấu xí cảm thấy vô cùng đau lòng, một mình rời khỏi nơi này. Không lâu sau, phía trên có tiếng chim kêu, vịt xấu xí ham chơi vội vàng nhảy lên cây, cùng những chú chim nương tựa lẫn nhau. Chính vào lúc này, mẹ chim ra ngoài kiếm thức ăn quay về, vịt xấu xí tưởng đây mới là mẹ nó, bèn mở miệng nhận lấy con sâu, nào ngờ lại bị mẹ chim phát hiện, không những giành lại thức ăn, còn đuổi nó ra tổ. Dưới sự truy đuổi mãnh liệt của mẹ chim, vịt xấu xí chỉ có thể ôm đầu bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn, nó nhảy vào trong hồ, đụng vào vịt đồ chơi trong nước, khiến cho nó sợ vội vàng trốn vào lá sen. Sau một hồi quan sát, vịt xấu xí tưởng nó là mẹ mình, bèn bơi qua ôm chặt lấy vịt đồ chơi. Nó sợ bị đuổi như trước đó, vì thế dùng hết sức lấy lòng ngoan ngoãn trước mặt mẹ, chơi vui vẻ trên người mẹ, cảm nhận được sự ấm áp của mẹ lần nữa. Nhưng không ngờ lúc chơi đùa, bất ngờ bị vịt đồ chơi chọc một cái, vịt xấu xí bị đập nhém chút ngất đi, tưởng rằng mẹ muốn đuổi mình đi nữa, vô cùng sửng sốt chạy vào trong đám nha đam. Vịt xấu xí rơi nước mắt lần nữa, giờ mới biết nó không phải là mẹ của mình. Con vịt xấu xí như nó không thể nào có mẹ được. Vịt xấu xí ngồi trên bờ lau nước mắt, nghĩ trong lòng tại sao mọi người đều chê nó xấu. Nó nhìn dáng vẻ của mình trong nước, vốn dĩ nó đã đau lòng, bây giờ còn đau lòng hơn. Nhưng nó không biết là cảnh này bị thiên nga trắng cách đó không xa nhìn thấy. Mấy con thiên nga nhỏ cũng đến gần, phát ra tiếng kêu khó nghe như nó. Vịt xấu xí không dám tin vào mắt mình, chúng lại giống y hệt như mình, chẳng lẽ đây mới là anh chị em của nó. Vịt xấu xí nhảy xuống nước chơi cùng những con thiên nga nhỏ, không có ai ghét bỏ nó cả, cảm giác được chấp nhận đúng là hạnh phúc. Lúc này thiên nga mẹ cũng đến nơi này, những chú thiên nga nhỏ nghe thấy tiếng lần lượt bơi qua. Vịt xấu xí biết mình nên đi rồi, thất vọng bơi về đầu còn lại, nào ngờ những thiên nga nhỏ phía sau lại đuổi theo, thiên nga mẹ cũng ôm nó vào lòng. Khoảnh khắc này vịt xấu xí cuối cùng cũng tìm được mẹ của mình. Thì ra mình là một con thiên nga xinh đẹp, sau này nó không cần cảm thấy tự ti nữa. Thiên nga mẹ dẫn vịt xấu xí rời khỏi chỗ này. Trước khi đi, nó nhìn những con vịt phía sau, chúng lần lượt khen ngợi, thì ra vịt xấu xí cao quý xinh đẹp đến vậy. Vịt xấu xí kiêu ngạo ưỡn ngực, cuối cùng nghênh ngang rời khỏi chỗ này. Bạn cảm thấy câu chuyện này nói với chúng ta đạo lý gì đây?